Xin chào các bạn, mình là Hiền. Xin chào các bạn, mình là Hằng. Chào mừng các bạn đến với kênh BTH Sisters. Hôm nay chị em mình sẽ ăn món cháo bào ngư nấm mối và nấm mối xào thịt bò. Mời các bạn cùng ăn với chị em mình nha. Nhà ăn cháo trước. Hồi nãy không lấy cái thìa nhựa cho đỡ cạ và ồn. Lần đầu tiên mình ăn nấm mối và lần đầu tiên mình ăn bào ngư các bạn. Nấm mối này bữa nay mùa mưa ở chỗ mình người ta bán khá là nhiều. Nhà mình thì không có rễ cà phê nên là không đi hái được. Mối ngọt. Giờ ăn thử bào ngư. Chưa ăn bào ngư bao giờ. Nó xếp qua xíu. Xíu chỗ. Bào ngư ngon á. Ăn thử miếng bào ngư với cháo thế nào. Dai. Dai mà không có dai, ý là dai trong ốc á, trong ốc á, giòn nhưng không mềm chứ không phải dai đâu các bạn, giống kiểu sực trong ốc á. Nấm mối nói nhưng mà nấm mối là ngọt, ngọt giòn. Cái này là xào thịt bò. Nấm mối này ngọt khác hẳn với lại cái nấm mà mình hay mua ngoài chợ luôn đó. Xào thịt bò ngon hơn. Đúng không? Mỗi loại nó cũng ngon khác nhau. Sao thịt bò thì nó có vị ngọt của thịt, chua cà chua, có vị hành tây đồ nữa. Nhưng mà cái bào ngư này nó ngon á. Ngon thì chỉ đắp đúng rồi. Nó bún ốc á, mình nấu bằng bào ngư chắc ngon hơn nữa hả? Bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu bào ngư cho đủ? Con to. Nấm mối là tại thành đó. Mình nghe mấy chị mà giải thích á, nấm mối đắp là vì cái mắm nấm này không có trồng được, nó mọc trên ụ mối sau mưa các bạn. Mà bữa nay đó mọi người dùng thuốc rồi phân đồ á, hóa học á, nên mấy cái ụ mối tự nhiên đó, nó cũng giảm đi rồi. Với lại giờ đi hái á, sau mưa đi hái cũng cực nữa. Mình làm nấm này cũng mệt nữa. Rửa hơi bị lâu các bạn. Bị lâu á. Nấm mối này ở miền Tây không biết sao, cái chỗ mình đó mọc trên là đất đỏ các bạn. Dơ lắm. Rửa đuối. Rửa ra nước đỏ chặt. Nấm này ngon á. Ngon hơn nấm kim châm với nấm đùi gà. Mà nấm kia nó chỉ giòn thôi chứ nó không có độ ngọt như cái này. Cái này ăn lẩu được không? Được chứ. Ăn bao nhiêu là đủ? Ngọt lịm mà. Ở Đắk Lắk chỗ mình á là vẫn còn nhiều rẫy đồ á, nên còn nhiều ụ mối á, là giá là 1 kg nấm búp này nè mình mua là 350, còn nấm nở là 280. Để mua nấm nở ăn để cho đỡ phí. Nhưng mà nấm búp nghe nói nhiều giá trị dinh dưỡng hơn, ngọt hơn. Bữa giờ thấy có rất nhiều bạn hài lắm nha. Trời, người ta quay mukbang mà vô comment bảo người ta tham ăn. Ủa bây giờ mình tham ăn nên mình mới quay, mình thả cái niềm đam ăn tham ăn của mình. Ăn thì ăn ít á, mấy bạn cũng nói. Ăn nhiều á, cũng nói. Không lẽ bây giờ ăn giống như kiểu mới về ra mắt nhà người yêu á, ngồi ăn miếng nhỏ thôi. Mấy bạn coi mấy bạn còn ngứa mắt hơn. Cái nấm này, cái thân thì to, cái đầu nhỏ xíu này hả? Cái này nở rồi đúng không? Ừ. Cái này nó là đúng rồi. Mới là trứng hãng á. Ngọt lắm. Cái là nấm này ngon đấy chứ hả? Ừ. Xưa giờ thấy các bạn trên mạng đăng, lần đầu tiên thì được ăn á. Hằng thì ăn rồi đúng không? Hằng hồi xưa được bạn cho mà Hằng không biết là nấm mối lúa, không biết là nấm mối. Ở đây mấy năm á. Ừ. Thì ăn mọi người, ăn xong mọi người hỏi là nay giàu vậy ăn nấm mối. Tôi biết chứ. Tôi được nó 6.000 ký. Ừ. Trời ơi. Hằng đăng lên Insta Hiền đó, Hiền nhắn tin hỏi liền là được bạn cho, Hằng đâu biết gì đâu, đâu biết chuyện gì đâu. Hằng còn tính là thôi kệ nấu đại chứ cho gì mà tự nhiên đi chanh nóng. Ừ. Không biết là nấm mối, còn nghĩ là ủa sao cho gà quế vịt heo gì cũng cho mà đi chanh nấm. Lúa các bạn ơi, chung quy chỉ một từ lúa. Cái là từ hồi đó mới Hiền truyền bá ra mới biết nấm mối đó. Đợi ra nấm mối nắng mắc thiệt. Bây giờ nhiều người hay bán đó các bạn, nên là giá nó cũng đỡ hơn nè. Đợt đó chỗ mình mà cũng 500.000 ký mà. Có mua ăn không? Không. Giờ xuống 350 rồi mới mua các bạn. Mua có nửa ký. Nó mua nửa ký thiệt. Tại 350 một ký á, thấy nhiều tiền quá. Nhưng mà nó giòn ngọt. Ngọt phải không? Biết vậy mua 1 ký luôn. Ăn lẩu để mai ăn lẩu. Ăn nấm này tha xong thấy nấm kim châm đồ không bằng xa, thu xa. Ừ. Được cái dai giòn thôi, dai giòn chứ không ngọt. Này ngọt lắm, ngọt hơn nấm rơm nhiều. Nhớ hồi xưa ở quê mình còn có nấm gì hả? Bạc hà. Nấu dầu bạc hà xong chốt thành từng ụ rơm các bạn, xong nó mọc lên nấm. Cay không? Không, thơm ngon, ngọt lắm. Trời ơi, mình thích cái nấm đó. Bây giờ mình vẫn thấy nấm đó ngon hơn nấm mối. Các bạn nào đã ăn nấm bạc hà rồi á, thì comment cho mình biết. Ở vùng phía Bắc á, hồi mình nhớ mình học cấp 1 đó, các bạn, mình xin phép dừng clip tại đây các bạn nha. Ăn hết sạch rồi, không còn gì hết. Các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ mình các bạn nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì các bạn bấm đăng ký và bấm phần bật cái chuông để thông báo tin khi mà có clip mới các bạn nha. Cảm ơn các bạn.